Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé. Và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì ngày hôm nay em cũng sẽ lại gửi đến cho cả nhà mình với rất nhiều mã hàng siêu phẩm đến từ các thương hiệu của Đức này, thương hiệu của Ý này, Nhật này, rồi là Thụy Sĩ và một vài thương hiệu khác nữa. Và mọi người yêu thích ở phiên bản đồng hồ nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858584 từ quý 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh. Hôm nay thì em sẽ có về với các mẫu của Edoc này, phiên bản của Alpina, phiên bản Zeppelin. Em có một cái bản bạc đúc nữa nha mọi người nha. Một lát nữa em sẽ giới thiệu chi tiết cho cả nhà mình. Và thôi em sẽ lên luôn với mã sản phẩm đầu tiên để không mọi người đợi lâu nhá. Với phiên bản đồng hồ đầu tiên thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là một cái mẫu của Fossil. Đó, đây là mẫu Fossil nha. Nó sẽ có vẻ là full hộp như thế này. Bản này thì mới nguyên luôn ý, em đóng nguyên luôn nên là chưa qua sử dụng. Dưới này nó sẽ có một cái cửa sổ này. Đấy, một tập đoàn Fossil nhé, của Mỹ. Và ở phiên bản này thì đây, nó còn nguyên cả siêu. Đây, mọi người xem nhá. Để em lau đi cái phần keo ấy. Mọi người có thể thấy ở phiên bản này nó rất đẹp đúng không ạ? Nó rất là độc luôn. À, đối với phiên bản này nó là bản pin thôi, nhưng mà mọi người thấy ở đây này, nó sẽ có hai cái vành tóc đúng không ạ? Đấy, là nó kiểu tượng trưng cho nó giống như là một cái bộ máy cơ ấy. Rất là đẹp nhá, rất là lạ. Và nó chạy cho cái phần kim dây ở đây này. Đấy, còn à không. Cái bản này như này này mọi người nha. Đây là kim giờ này, kim phút này, đây là kim dây. Còn đây là còn đây là lịch thứ, còn đây là lịch ngày. Còn cái vòng tròn này thì nó là vòng tròn chạy kim dây của cái lồng tim này này mọi người. Đấy, kim dây của cái lồng tim đấy nhá. Ồ, nó rất là lạ luôn. Còn về chức năng cơ bản thì đây mọi người xem giờ là sẽ xem ở nguyên cái phần này thôi. Còn cái phần này nó là cái lồng tim chạy này. Em sẽ rút núm. Xoay kim nhá. Nó đang là ngày 17 thứ 3. Đó, ngày 18 rồi nhá. Thì bắt đầu nó lịch này, lịch thứ nhá, nó sẽ chuyển dần dần ý, chứ nó không chuyển luôn đâu. Nó rơi vào tầm khoảng độ gần 3 giờ thì bắt đầu chuyển đốt cả lịch thứ nhá. Mọi người đóng núm này. Đấy thì kim dây này nó đang chạy, nó đang hoạt động. Trời ơi, một cái phiên bản cực kỳ là độc lạ luôn. Kim giờ, kim phút này. Đây là viền cạnh nhá. Núm này. Mặt trước này, mặt sau này. Độ chống nước của nó sẽ là 50 TM nhá. Mã của bản này đó là ME1161 nhá. Fossil, Oncelis Steel. Tiếp theo là dây này. Dây da. Đấy, đây là bộ dây da. Với các cái đường chỉ. Khâu tay cái dây này không bị làm sao mọi người. Đây. Đấy, nó nhăn ấy. Bởi vì dây của nó là dây đẹp, dây xịn ấy. Nên là nó sẽ có các cái đường vân như thế này này mọi người. Đấy, màu của nó đẹp, nó có hai bên này thì cái tông gam màu của nó sẽ đậm hơn một chút xíu. Twist là đôi. À, với đây nhá, với cái thiết kế này giống như là một bản automatic nhưng nó lại hoạt động chính xác của đúng không, hay là cứ cái gì đó của bản pin. Đó là người ta giới thiệu luôn về cái phiên bản này luôn mọi người ạ. Em dịch thì cũng không biết là đúng hay không, nhưng mà thôi cứ dịch nôm na là như thế thì mọi người về để các anh chị mọi người có thể tìm hiểu nha. Đấy, tag mark của nó sẽ có đầy đủ. Nói chung là bản này đẹp, rất là độc lạ luôn đúng không ạ? Size mặt ở phiên bản này là size 43 nha. Càng của mẫu này là 52.2. Và mẫu này thì dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu thì mọi người sẽ đeo ok. Nói chung là phải tầm gối tay từ 17 trở lên cơ. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 2.650.000. 2.650.000 nhá, mã 441. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 442. Thì đối với phiên bản mã 442 thì em sẽ lên cho cả nhà mình mã 442. Đó là một cái mẫu của Carnivan. Về thương hiệu Carnivan ấy thì em cũng đã có lên cho cả nhà mình ở các cái video trước đó rồi. Và mọi người đều biết thì hiện tại bên em đang làm đại lý ủy quyền của Carnivan này, Bonecati
Orion Obelulo với cả một vài thương hiệu khác nữa, và có cửa hàng ở tại 322 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Nếu mà mọi người có ở Hà Nội hoặc là các anh chị mọi người có thời gian rảnh thì các anh chị mọi người có thể ghé qua trực tiếp cửa hàng. Còn nếu mà mọi người ở xa thì bên em vẫn sẽ có ship code toàn quốc, hàng tới nơi mọi người đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, và tất cả sản phẩm bên em đều cam kết hàng chuẩn chính hãng nên mọi người hoàn toàn là yên tâm. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến đó là một cái mẫu Carnival với form của Patek Philippe, nhưng nó là dòng Aqua Nautilus nên là nó sẽ có một cái thiết kế mà size rất đẹp, hợp lý, vừa phải, chứ nó không bị to, không bị nhỏ quá. Em cho cả nhà mình xem vào cái mẫu này nha, nó đẹp lắm luôn ý. Đây là một trong các cái màu mà cực kỳ là đẹp và rất là sang, dễ đeo ở trong bộ sưu tập. Nó không phải là màu xanh lá, cũng không phải là màu xanh dương, nó giống như một cái màu xanh đá ấy, mọi người ạ. Đấy, em cũng không biết gọi tên nó là gì, nhưng mà cái màu xanh của nó đẹp lắm. Mọi người cứ đây em để cận xa như thế này nhá, em nghĩ là có khi là mọi người nhìn được đấy. Đấy, đây là màu của nó này. Dòng này thì sẽ sử dụng đó là dòng mặt kính sapphire, và nó có một cái ưu điểm đó là giúp cho đồng hồ chống trơn chống xước tốt. Nó có hai ô cửa sổ lịch, nhưng thay bởi vì là các mẫu khác là hai ô cửa sổ lịch có thể nó sẽ nằm cùng với nhau tạo thành một ô vuông đúng không ạ? Nhưng ở bản này thì không, nó sẽ lại là một lịch thứ và một lịch ngày. Và mọi người lưu ý cho em nha, nó sẽ có hiển thị hai ô cửa sổ lịch này, đây là lịch ngày và đây là lịch thứ. Cái lịch thứ này nó vừa có một cái tên, đó là tên tiếng Anh của nó đúng không ạ? Wednesday chẳng hạn đúng không ạ? Sau đó ở dưới này nó sẽ có số 3. Thì tức là nó chỉ đó là một tuần có 7 ngày, và cái ngày thứ tư này này, nó là ngày thứ ba trong tuần đấy ạ. Đấy, tức là ở vị trí thứ ba trong tuần. Đấy, thứ hai, thứ ba, thứ tư đúng không ạ? Thì nó là ở vị trí số 3 ở trong tuần. Đấy nhá, thì nó sẽ đi cùng với cả cái phần viền này luôn ạ, chứ nó không có tách rời được và không có chỉnh được nha mọi người. Đây cho cả nhà mình xem này. Đấy. Nó thiết kế giống như là một cái kiểu dạng như là một cái vòng tròn, giống như chức năng trăng sao đúng không ạ? Ở phiên bản này thì mặt bên trong này màu xanh trải vân này, và nó có một cái hình đó là hình quả địa cầu ấy. Thì cái hình quả địa cầu này nó là đặc trưng riêng cho cái dòng của dòng Aqua Nautilus, và cái size của nó rất là vừa phải và ai cũng có thể là đeo được nha. Size 39.2 và càng của mẫu này là 47.8. Đấy, cái mẫu này nó sẽ tương đương với tổng khoảng độ tầm như là size 39-40 của các bản mặt tròn bình thường ấy. Đây mọi người thấy không ạ? Rất dễ đeo, ai cũng đeo được luôn. Form đẹp và chi tiết niềng này, nó sẽ được nặn đá. Đây là các cái viên đá baguette, đá ống. Và mọi người sẽ không sợ là bị rơi đá, bởi vì đây khi em nghiêng này, đó, nó nằm ở trên một cái mặt phẳng ạ, chứ nó không phải là bị nhô cao hay là bị cong lên đúng không ạ? Đây, nó nằm trên một cái mặt phẳng như thế này. Đấy, nên là mọi người sẽ không sợ là bị rơi đá hay là gì đâu nhé mọi người nhá. Còn đây thì nó sẽ là toàn bộ cái phần viền vỏ của nó này. Đấy, đây là toàn bộ phần viền vỏ dạng sáng bóng nha. Núm này, mặt trước này, mặt sau. Đằng sau đáy đây thì nó sẽ có một cái hình xòe quạt ấy. Cái hình cánh quạt ở đằng sau đáy thì mọi người sẽ hơi khó nhìn. Nhưng bên trong này nó sẽ là sử dụng bộ máy NH36A của Seiko. Đây là một cái bộ máy cực kỳ bền với 24 chân kính. Và mọi người đều biết là với bộ máy của Seiko thì nó cực kỳ chất như thế nào rồi, vì chân kính của nó cao ấy, nên là cái độ chuẩn chính xác giờ này cũng như là độ tích cóp của nó cũng sẽ rất là tốt. Bản này có mã check của nó sẽ là Carnival 8113G, các anh chị có thể cứ check theo cái mã này là nó sẽ ra nha. Về các cái dòng 8113 này ấy, thì nó sẽ là mẫu chung của cái này này mọi người này. Đấy, và họ sẽ phân biệt là cái dòng G1, G2, G3 gì đó là bằng màu, nó sẽ là màu mặt. Đấy, mọi người nhớ lưu ý cho em nha. Đấy, bởi vì nếu mà mọi người check nguyên như thế này thôi thì nó sẽ lên nguyên cái bản Carnival, nhưng mà nó sẽ là các cái dòng của bản này và nó có nhiều màu đấy ạ. Đấy, đây là mặt đồng hồ này, cạnh này. Bản này có độ chống nước của nó sẽ là 50 TM nhé mọi người. Dây silicone, cái dây silicone này thì độ đàn hồi rất là tốt, ôm tay và nó không bị mùi giống như dây da đâu, nên là mọi người đeo lên tay cũng rất là thoải mái. Bản này thì em cũng đang để giao lưu với cả nhà mình, có thể mang đi tặng, mang để đeo sưu tầm. Đây, dạ quang. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 4.150.000. 4.150.000, bản này sẽ ở mã 442 nhé. 4150 mã 442. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 443 nhé. Thì phiên bản 443 em sẽ lên cho cả nhà mình một cái mẫu của Zeppelin này. Đó, đây là mẫu của Zeppelin. Thì với cái bản Zeppelin ý, thì em cũng đã có về
rất là nhiều các cái phiên bản cho cả nhà mình, nhưng mà thường thì nó sẽ là các cái bản size nhỏ nhỏ thôi, với cả đa số là nó sẽ là mặt trắng đúng không ạ. Và đây là một cái phiên bản mà của cái phiên bản của dòng 100 Zaire mà em có đấu được về cho cả nhà mình lần này, nó sẽ là mặt màu mặt đen. Thực sự là cực kỳ là ít luôn ý, nó không có mấy ở các cái bản mặt đen đâu, mặt trắng thì nó còn có nhá, mặt đen nó không có mấy đâu. Và bản này là bản pin 6 kim này. Đấy, đây là Made in Germany đúng không ạ? Một cái phiên bản được sản xuất ở tại Đức. Và khi nhắc đến Đức ấy thì người ta sẽ nghĩ ngay đến một cái ngành công nghiệp luyện kim. Vì thế cho nên là tất cả các cái mẫu đồng hồ mà của Đức này hay của Pháp đúng không ạ, khi các anh chị cầm lên tay nó sẽ có cái sự khác biệt nha. Thứ nhất là từ thiết kế này cho đến là cái cảm nhận khi mà cầm đồng hồ lên tay nó sẽ có cái sự khác biệt luôn. Mẫu này thì em về làm nguyên zin. Đấy, mặc dù là cũng đã qua sử dụng nhưng mà độ mới của nó còn rất là cao. Và ở đây này, kim của nó sẽ là kim mắt ngỗng này. Nó có chức năng báo thức này, nó sẽ có chức năng chronograph này, lịch ở vị trí góc 4 giờ này. Đó, mặt đồng hồ rất là đẹp nha. Viền này, cạnh. Đây, cạnh sườn này, núm này. Mặt trước nhá, mặt sau. Ui, phiên bản này nó còn là phiên bản. Không phải. Đây là mã của nó mọi người ạ. Em cứ giật mình, cứ tưởng là bản giới hạn, không phải. Đây là mã của nó nha. Thì mọi người sẽ check cho cái mã giúp em này, đó là Zeppelin 7680 Sược 6944. Đấy thì nó sẽ ra. Độ chống nước của bản này là 50 TM, all stainless steel nhá, made in Germany này. Bộ dây này thì nó sẽ là một bộ dây handmade tại Đức này. Đó, đây là khóa này, nguyên zin này. Bản này đẹp lắm luôn ấy. Cái này mọi người mà nhìn ở ngoài thì thật sự là rất đẹp, rất là mê mẩn. Size 42.5, càng của mẫu này là 49. Bản này dành đến cho cổ tay của các anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu nha. Viền này, cạnh này, mặt này. Đó, bản này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 3.450.000. 3.450.000 nhá, mã 443. 3.450.000 mã 443 nhá. Một cái bản 6 kim chạy cả báo thức, chạy cả chronograph đúng không ạ? Có đầy đủ tất cả các chức năng ở bên trong. Tiếp theo sang ở mã 444. Mã 444 thì em sẽ lên một cái bản của Edoc. Đây là một cái bản Edoc siêu phẩm. Nó rất đẹp luôn. Đây mọi người thấy không ạ? Hộp này của nó này là nó đã phải nói thực sự là có cái sự khác biệt hoàn toàn rồi. Còn đây là sổ nha mọi người. Đây là sổ này. Đây, đây là một cái mẫu siêu phẩm của Edoc. Với cái thương hiệu Edoc ấy thì nó là một cái thương hiệu mà rất là nổi tiếng. Đúng không? Một thương hiệu dòng luxury ở tại Thụy. Đấy, và thương hiệu này thì được thành lập vào năm 1884, cũng rất là lâu đời rồi. Đấy, đây là một phiên bản của Edoc, kính sapphire nguyên khối nhá, và thiết kế form này rất đẹp. Ở trong cái phiên bản này thì nó sẽ có một cái phần cái chức năng nữa, đó là retrograde nha. Retrograde thì retrograde này nó là cái chức năng mà kim nó sẽ chạy một nửa vòng và nó chạy ngược nha mọi người. Chạy ngược này. Đó. Thấy chưa? Nó chạy nửa vòng sau đó nó sẽ reset về để nó chạy. Thì đây là cái chức năng mà phải nói là chỉ có ở những cái dòng đời cao cấp nó mới có thể có những cái chức năng mà nó đẹp và nó độc lạ như thế này. Ở đây nó có một cái dòng chữ đó là Classy Royal này. Thì các anh chị thấy không ạ? Đó là Royal này là hoàng gia. Cái Classy này thì như em tìm hiểu thì nó là kiểu dạng như là cái phân khúc ấy. Tức là mình hiểu nôm na nó là cái phân, tức là nó sẽ có rất là nhiều cái phân khúc hàng. Thì nó sẽ có một cái phân khúc đó là phân khúc gọi là nó là kiểu như là hạng sang ấy, giống như là mọi người đi máy bay ấy, mà sau đó là nó có các cái khoang hạng thương gia được, mà kiểu dạng nôm na là như vậy. Đấy. Và đây này mọi người thấy là nó sẽ chạy nha. Mọi người đợi một chút xíu này, kim này nó sẽ chạy đến đây. Đến đây bắt đầu là nó sẽ tự reset về cái vòng ban đầu luôn. Đấy. Và ở đây nó sẽ có các cái kim ở bên này này, nó sẽ dịch chuyển theo. Đấy mọi người đúng không ạ? Đấy, bắt đầu chạy nha. Thì kim này nó sẽ có cái sự dịch chuyển theo này. Đấy, nó sẽ có hai cái kim phụ ở hai bên nhé. Ngoài ra thì bộ kim này, cọc số này, nó sẽ có dạ quang sáng ở trong điều kiện sáng kém nha. Đây, logo tên thương hiệu của Edoc, viền cạnh này.
mặt trước nhá, mặt sau Swissmatt đúng không ạ, được sản xuất tại Thụy này. Độ chống nước 5 ATM này, kính sapphire này, mã số hiệu sản phẩm của nó đi kèm này, dây chốt khóa này, đây mọi người nhìn thấy khóa này, nó làm theo kiểu dạng như phay xước, làm ở cái kiểu vân này, vân tròn ấy, vân tròn, vân vân vẩy rồng ấy, là mọi người đã biết rồi. Dây silicone nha, và độ đàn hồi của nó rất là tốt, ôm tay và nó không bị mùi giống như dây da. Đây là một phiên bản siêu phẩm với cái dòng đó là dòng retrograde đúng không ạ, rất đẹp, rất độc lạ, size 35.6, càng của phiên bản này là 50.7. đấy, đây là phiên bản màu vàng, viền vàng nhá, the mi đấy ạ. Được lâu lắm rồi ấy, từ năm ngoái cơ, em đấu được một chiếc này, nhưng mà nó là cái bản thép trắng cơ, còn đây là một cái bản vàng. Đấy, rất đẹp, rất dễ đeo. Em check luôn qua một chút xíu cho cả nhà mình nhá, để mọi người có thể là về mọi người tìm hiểu về cái dòng này ấy. Vì các cái dòng đời cao này thì thường ấy là đây, để làm mọi người ít biết đến ấy. Đây nhá, Crusty Royal này. Đây là cái mức giá mà chưa sale nhé. Đây là ở trên trang của Zoma Shop ạ. Đó, đây là trên trang của Zoma Shop nhé. Quên. Đây để em check cho cả nhà. Giá chưa sale của nó là 54.700.000 nha mọi người nhá. Còn nếu mà đâu mất rồi. Nếu mà đã sale rồi này. Đã sale rồi thì nó rơi vào tầm 41 triệu. Đấy là trên trang của Zoma Shop ấy ạ. Và nếu mà anh chị nào mọi người hay mua đồ ở trên Zoma Shop đúng không ạ, là chắc chắn em nghĩ là chắc chắn là mọi người đều biết. Đấy, đấy là một cái trang thương mại điện tử mà cũng rất là uy tín. Đấy, Zoma Shop. Giá rất là cao nha, bởi vì nó là cái đây, nó có đây này mọi người này. Nó sẽ có các cái về các cái giới thiệu nha, vỏ thép này. Đúng không ạ? Ba mặt đồng hồ phụ nó sẽ hiển thị đó là 60 giây, 60 phút và 1/5 giây. Đó, kính sapphire đúng không ạ? Chiều dài, chiều rộng nó sẽ đều có hết đúng không ạ? Đây. Đấy, có size này, đầy đủ hết nha, về thông số đúng không ạ? Ở trên Zoma Shop thì mọi người có thể là tìm hiểu theo cái mã đằng sau đáy của nó này. Đấy, hoặc là nếu không có thì mọi người có thể check theo hình ảnh thì nó cũng sẽ ra. Đó, và ở mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này đó là 6.850.000. 6.850.000 nhá. Mà này sẽ ở mã 444. 6.850 mã 444, nó là dòng máy pin Thụy. Pin Thụy Sĩ, nhưng nó là dòng đời cao cấp và nó sẽ có một thêm cả một cái chức năng nữa, đó chính là chức năng retrograde, nó là chức năng mà kiểu dạng như là cái kim dây nó quay ngược ấy và nó chạy một nửa đấy ạ. Đấy thì đấy là một cái dòng mà khá là phức tạp để có thể sản xuất ra những cái mẫu dòng máy Thụy mà có những cái chức năng như vậy. 6.850.000 mã 444. Tiếp theo sang ở mã 445. Mã 445 thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là một cái mẫu cơ nhé. Đây em lên cho cả nhà mình cái mẫu cơ này. Cái mẫu cơ này là mẫu cơ của Citizen. Đấy, bản này là bản cơ của Citizen. Cái chiếc này là một cái đai mặt màu đen. Nó đơn giản thôi nhưng mà nó cũng đẹp. Chiếc này thì qua sử dụng rồi mọi người nha. Chiếc này qua sử dụng rồi nên là cái phần kính này này, nó hơi có vết một chút xíu. Đấy, nó sẽ hơi có vết như thế này. Đấy là nếu mà ở trong cái trường hợp đó là mọi người nhìn nghiêng, đúng không? Anh chị nhìn nghiêng hoặc nhìn kỹ thì mọi người mới thấy. Đấy, thì em cũng chỉ ra luôn cho cả nhà mình. Còn nếu mà em mà muốn giấu đi thì em sẽ nghiêng cái đồng hồ như thế này đúng không ạ? Thì chắc chắn là mọi người sẽ không thấy đâu. Nhưng mà ở đây thì em muốn cho cả nhà mình xem thấy rõ cái tình trạng cái đồng hồ của nó như thế nào nha. Tức là nếu mà để mà mình nhìn bình thường, nhìn xa xa đeo như thế này đúng không ạ? Thì mình cũng sẽ không thấy được. Đây là em chiếu đèn vào thôi. Đấy, còn nếu mà để bình thường mình nhìn ý, thì nó không thấy. Thấy chưa? Trừ lúc nào mà mình cầm trực tiếp như thế này hoặc là bắt đầu làm mình soi, mình chiếu đèn vào thì mình mới thấy được các cái vết đây nha. Đấy, đến đây là em nói rõ luôn cái tình trạng luôn cho cả nhà mình luôn. Đây là mẫu automatic nha. Và mẫu này là phiên bản made in Japan, tức là phiên bản nội địa. Nó sẽ được thiết kế sản xuất đều ở tại Nhật hết. Thì mẫu này nó vừa là auto vừa có cả trợ có tay, lịch ở vị trí góc 3 giờ. Đấy, cái kính này thì nó là cái dòng kính cứng cường lực đấy.
Đây là phần viền nhá, nhưng mà cái này là chắc là người ta kiểu người ta bị chà sát vào cái gì đó thì nó mới bị như vậy, chứ nếu không thì nó không bị như vậy đâu. Vì các cái dòng kính này cái độ chống trầy của nó cũng khá là tốt đấy, trừ gọi là mình chà mạnh quá. Đây, phanh xước này, núm này, dây này, chốt khóa này. Đây đằng sau đây, bộ máy của nó nha, máy 8310A của Citizen. Đấy, có đầy đủ phần thông số đúng không ạ? 21 chân kính nha. Độ chống nước của bàn này sẽ là 50 TM, phiên bản nội địa. Mẫu này thì sẽ có size mặt đó là 41. Càng của mẫu này là 48.6. Đấy, như cổ tay của em này là 16.5 này. Đấy là mọi người sẽ đeo ok. Hoặc là 17, 17.5 là mọi người đều có thể đeo được nhá. Nói chung là dây của bàn này nó còn dài, nó còn đẹp. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình, đó là 4 triệu 350 nghìn. 4 triệu 350 nghìn. Mẫu này sẽ ở mã 445, 4350 mã 445. Tiếp theo sang ở mã 446. 446 thì em lên cái mẫu này cho cả nhà mình đi. Mẫu nữ nha. Cái bản nữ này thì em về là mới full hộp. Đấy, nó sẽ có một cái ngăn nó để một cái quyển sổ và giấy tờ của nó ở bên trong nhá. Và nó giống như một cái cuốn tiểu thuyết ấy ạ. Đấy, nó rất là giống với cả một cái cuốn tiểu thuyết rất là đẹp của thương hiệu Odobianco. Em phải nói là họ rất là chỉn chu từ những cái thiết kế này cho đến là cái chất lượng của sản phẩm đồng hồ thì không nói đến rồi, bởi vì tất cả các mẫu đồng hồ chính hãng thì họ phải đạt đủ tiêu chuẩn thì mới có thể phân phối ra thị trường đúng không ạ? Thì không phải bàn đến về cái gọi là cái chất lượng, mà ở đây là các cái thiết kế và họ rất là chỉn chu về cái hộp. Đấy, cái hộp nha mọi người nhá, nó có những cái đây là một cái hộp gọi là rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó có những cái hộp mà kiểu dạng như là nắp gập ấy, nó giống như một cái quyển sổ nó mở ra luôn, nó giống như cái quyển tiểu thuyết mở ra luôn, nó rất là hay. Em thấy không, các cái thiết kế hộp của nhà của Orobianco là cực kỳ là ấn tượng. Ở phiên bản này ấy, thì nó sẽ là một cái phiên bản mà của nữ, trước này thì mới nguyên đấy, nhưng mà kiểu nó lên đang lên tiết đỉa này, bởi vì các cái lớp mạ này của nó rất là dày nhá. Nếu mà mọi người mà xem hoặc là mọi người đam mê về đồng hồ thì chắc chắn là mọi người sẽ biết đến các cái phiên bản mà nó ngày trước nó sẽ có mà bọc vàng dày 10 micron hay là 14 bọc vàng đúng không? 10 hoặc là 14 micron ấy ạ. Đấy thì 10k nhá, bọc vàng 10k. Ấy nhỉ, thế 10k hay là 14 gì đó. Thì nó sẽ có cái lên các cái lớp. Đây này, nó có lên các cái lớp tuyết đỉa này này. Đấy, lau đi là sạch thôi. Thì trước khi mà gửi đơn cho cả nhà mình thì em sẽ lau vệ sinh sạch sẽ lại nhá. Để em lau đi là sạch rồi mọi người. Đấy, còn các cái này thì nó phải làm kỹ hơn một chút. Làm lâu hơn. Là nó cũng sẽ sáng luôn. Thì lúc mà mình lên tay nó sẽ đẹp lắm mọi người. Đấy. Thì xong rồi trước khi mà gửi đơn thì em sẽ lau vệ sinh sạch sẽ lại nha. Đây là một cái bản pin của nữ thôi, nhưng mà nó rất là nhiều chức năng đúng không ạ? Nhỏ. Thường thì nữ thì người ta chỉ làm khoảng độ 3 kim đơn giản thôi, nhưng ở bản này nó có nhiều chức năng lắm. Nó có chức năng lịch moon phase nha, tức là lịch tuần trăng này, mình biết được là cái lúc này nó đang là ngày bao nhiêu của lịch âm, lịch, tức là đầu tháng, cuối tháng hay giữa tháng này. Đúng không? Đây là lịch ngày 31 ngày một tháng và đây của nó sẽ là lịch thứ. Đấy, mặt bên trong này nó vẫn có các cái logo biểu tượng của Orobianco nhá. Đây, logo biểu tượng của Orobianco này. Đấy, viền này, cạnh này, mặt này, mặt sau này. Phiên bản Made in Japan, tức là phiên bản được sản xuất ở tại Nhật ấy. Đây, còn cái dây này của nó sẽ là dây của Ý nhá, dây Made in Italy này. Bởi vì cái thương hiệu này thì họ vẫn có trụ sở ở bên Nhật, vì thế cho nên là họ được sản xuất ở tại Nhật luôn ấy. Còn dây này là dây của Ý. Đấy, thương hiệu này là thương hiệu của Ý ạ. Và đây họ sử dụng dây của Ý luôn. Nên là dây, riêng bộ dây thôi nó cũng đã rất là xịn rồi. Size mặt ở bàn này là size 31.6 nhé. Càng của mẫu này là 38. Đấy, và như cổ tay của em đây là 16.5 là em đeo vừa luôn. Đấy, hoặc là các chị nào mà có cổ tay khoảng độ 16 đổ xuống ấy, thì nó sẽ là đẹp nhất. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 2,5 triệu, 2,5 triệu. Mã 446. Tiếp theo sang ở mã 447.
bạn này đẹp lắm luôn ấy, mà không phải lúc nào nó cũng có những cái mẫu nữ mà nó chất như thế này đâu, bởi vì phiên bản này là phiên bản được sản xuất ở tại Nhật này, và thứ hai nữa là nó có nhiều chức năng, thứ ba nữa là cái bộ dây của nó đẹp và xịn đấy. Mã 447 thì em lên cho cả nhà mình, đó là một cái mẫu của Alpina. Alpina thương hiệu này là thương hiệu của Thụy. Cái thương hiệu này thì được thành lập vào năm 1883. Đây, cái giá tác của nó cũng khá là cao nha mọi người nha. Đấy, đây là mã này, Pilot, đây là dòng Pilot, tức là nó là cái dòng kiểu dạng như là dòng phi công ấy mọi người. Phi công. Mã đằng sau này. Giá này, đây là đây nha, đây mã. Mọi người check theo cái mã này cũng được này. 63.800 yên, tức là nó tương đương với tầm khoảng độ hơn chục triệu đấy ạ. Sell đi nó cũng phải rơi tầm hơn chục triệu. Nên cái này thì nó rơi tầm khoảng 12-13 triệu. Cái này nó rơi tầm hơn chục triệu một chút xíu, 10-11 triệu. Đấy nhá, giá của nó cực kỳ cao. Mà kể cả như là mọi người check các cái mẫu này mà ở trên các cái sàn thương mại điện tử của Mỹ ấy, nó cũng cao lắm, chứ nó không hề rẻ một chút nào đâu. Vì nó thuộc vào trong cái dòng Pilot đúng không ạ? Tức là nó có một cái sự gì đó nó riêng biệt riêng ấy. Bản này thì nó là 3 kim, một lịch ở vị trí góc 3 giờ này, Swiss made này, đúng không ạ? Được sản xuất ở tại Thụy. Kính sapphire nguyên khối nhá, và nó giúp cho cái đồng hồ ấy nó có cái sự chống chảy, chống xước rất là tốt. Và lưu ý cho em đó là mẫu này là mẫu 2 kim thôi. Bản này còn sử dụng. Đây, nó còn có cả một cái chức năng GMT giờ thế giới nữa mọi người ạ. Đấy, nó sẽ có cả một cái chức năng GMT giờ thế giới nữa. Lưu ý cho em đó là bản này chỉ sử dụng 2 kim nhé. 2 kim thôi. Nó có kim giờ và kim phút này. Đấy, nó không hiển thị phần kim giây. Nó không có kim giây tích tắc, nhưng mà lấy giờ là nó vẫn sẽ chuẩn chính xác nha. Lịch ở vị trí góc 3 giờ này. Đấy, mặt này, các cái chỉ số bên trong này, nó sẽ là các cái cọc số học trò. Rất đẹp. Có kim GMT, kim giờ thế giới này. Đây là viền cạnh vừa phanh sức vừa sáng bóng sẽ kết hợp với nhau nhé. Mặt trước này, mặt sau này. Đấy, độ chống nước là 10 TM này. Alpina. Dây. Cái dây này ý, nó là cái dây dù đấy. Đây mọi người nhìn kỹ nha. Nó là dây dù ấy, kiểu dạng dây dù quân đội ý. Nhưng mà các cái mắt này này, nó là nó test rất là nhỏ. Đây, họ test cực kỳ là nhỏ luôn ý. Và sau đó lại còn được khâu thêm cả các cái sợi chỉ khâu tay ở đây nữa. Thì phải nói thật sự là cái dây này cực kỳ bền. Nhưng mà nhìn trông nó đẹp ấy, nó đẹp nhá. Đây. Đấy, và nó có cái độ cong, độ ôm khi mà mọi người lên tay. Bạn này thì qua sử dụng rồi nhưng độ muối của nó cao, đẹp. Size 42. Càng của mẫu này là 50. Độ mỏng của mẫu này nhá, nó là 8.5. Đấy, dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu thì mọi người sẽ đeo ok. Em sẽ soi cái phần dạ quang cho cả nhà mình này. Thì buổi tối nó sẽ có dạ quang như này. Đấy là để mọi người có thể là quan sát giờ dễ dàng. Mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 3.850.000. Để em check một chút xíu cho cả nhà mình để mọi người cùng có thể tham khảo ở cái dòng này nhé. Dòng này nó khá là cao đấy chứ nó không hề rẻ một chút nào đâu mọi người ạ. Đây, Start Time Hour này. Đấy, 753,97 đô nhé. Là nó cũng phải tương đương với mười mấy. Đây để em quy đổi 18 triệu rưỡi. Nó phải tương đương với khoảng độ tầm 18 triệu rưỡi. Đấy, nó tương đương với cả một bản cơ luôn đấy ạ. Đây là mẫu pin thôi, pin Thụy thôi. Nhưng mà mọi người thấy không ạ? Bởi vì nó là các cái dòng kiểu đời cao ấy. Đấy, từ dây này, viền vỏ của nó này, nó có cả thêm cả chức năng GMT nữa. Nên là các cái mẫu dòng này nó là dòng luxury rồi. Đó, và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 3.850.000. 3.850.000 nhá. Mẫu này sẽ ở mã 446 đúng không ạ? 447. Tiếp theo sang ở mã 448. Mã 448 thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là một cái phiên bản bằng đúc nha. Em lên cái mẫu bằng đúc này. Cái mẫu bằng đúc. Cái bản này thì nó là nguyên zin nhá. Nó không ghi thương hiệu đâu mọi người ạ. Bởi vì trong hàng si này thì mọi người cũng rất là hay. Đó là có thể sưu tầm được những cái mẫu kiểu dạng như là bây giờ người ta không còn sản xuất nữa. Đó là kiểu cổ ấy. Bản này là bản bạc đúc. Đây. Bản này pin nhá. Pin.
Đấy, nó có kim giờ kim phút đúng không ạ, và nó có chức năng trăng sao bên trong. Những cái chức năng trăng sao bên trong nó cũng sẽ chạy lịch tháng đấy, lịch thì trăng sao tháng đấy, lịch tức là lịch moon phase. Còn cái này thì các cái tiếng này thì mọi người về các anh chị dịch giúp em nhá, vì em không không biết không dành không dịch được các cái này. Đấy, núm này, để sợ đây là phiên bản bạc đúc mọi người ạ. Dây nha, dây này, dây nguyên zin này. Đó, các cái sợi dây này, khâu tay này, rất là đẹp. Nó chỉ ghi cái tên này thôi. Cái này thì chắc là mọi người học thì các chị mọi người sẽ biết, đúng không? Các chị biết các cái tiếng này, em không rành lắm, không biết là ghi cái gì, nhưng mà em chỉ biết nó là phiên bản bạc đúc thôi. Máy của nó thì nó sẽ là máy Nhật nha mọi người nha, phải pin của Nhật. Bản này thì thôi em cũng để luôn cho cả nhà mình, đó là 2.250.000. Thì mình vừa đeo đồng hồ ấy, đúng không ạ? Mình vừa đeo để mình xem giờ, hay là nó là một cái trang sức của người đàn ông. Và thứ hai nữa là cái thành phần bạc của nó bên trong nó sẽ cản gió, nó cũng rất là tốt cho sức khỏe. Đó, size 37.5. Càng của phiên bản này là 44. Đấy. Cái này thì mọi người chỉ có thể check được nó ở trên các cái trang của Nhật thôi, hoặc là các cái trang đấu giá của Nhật thôi. Vì các cái mẫu này bây giờ nó không còn nữa đâu. Vì các cái dòng mà ví dụ như là bạc đúc hay là bọc vàng hay là gì đó, đúng không ạ? Thì các anh chị thấy là đa số là nó chỉ có ở trên các cái trang đấu giá của Nhật. Đấy, họ có và họ sưu tầm vào những cái dòng đấy thì mới đấu được về. 2.250.000 nhá. Bản này sẽ ở mã 448. Đó, tiếp theo sang ở mã 449. 449 thì em lên cho cả nhà mình đó là mẫu của Technomarine. Đây là một thương hiệu của Mỹ. Nó cũng giống như là cái thương hiệu của Invicta ấy. Đấy, nhưng mà được cái đó là cái mẫu mã của Technomarine này thì cái size của nó sẽ nhỏ hơn. Và form của nó sẽ là dòng form của giống như là của Rolex. Bản này thì full... À đây, nó sẽ có dạ quang đầy đủ nha, dạ quang đầy đủ. Món này thì hiện tại nó đang hết pin rồi mọi người. Trước khi gửi đơn ấy thì em sẽ thay pin đầy đủ và lấy luôn giờ cho cả nhà mình luôn. Thì hàng tới nơi rồi các anh chị cứ mở ra, các anh chị kiểm tra đúng như là giờ mọi người nhận hàng thì các anh chị sẽ thanh toán nha. Lưu ý cho em ở mẫu này này, bản này độ chống nước rất là tốt luôn. Tức là nó có một cái thiết kế rất là niềng xoay, mọi người nghe tiếng niềng không ạ? Niềng xoay này, núm ren này, và đáy của nó sẽ là đáy vặn. Bởi vì phiên bản này là phiên bản nằm trong bộ sưu tập của dòng Simanta. Đấy, tức là dòng như là kiểu biển ấy, cứ liên quan đến biển ấy. Thì mọi người có thể sử dụng rửa tay, đi mưa, tắm giặt thoải mái. Nhưng đảm bảo đó là núm, đáy phải được vặn thật chặt nha, để đảm bảo được cái độ chống nước cho mình này. Đấy, dây này, màu vàng này. Cái màu vàng này là nó là màu vàng sâm panh ấy, chứ nó không phải là kiểu dạng như màu vàng gold, màu vàng sâm panh. 595 đô ạ, nó tương đương với tầm hơn chục triệu ở phiên bản này. Đấy, nhưng mà thường thì các cái dòng Technomarine hay là Invicta thì họ hay có chương trình sale. Đấy, họ hay có chương trình sale thì thi thoảng cũng có săn sale được hoặc là đấu được giá rất là tốt. Size 41.4 và càng của mẫu này là 50.5 nha. Mặt vàng, màu vàng này, mặt đẹp này, niềng xoay này. Đấy, Technomarine đẹp lắm. Mẫu này dành cho các anh nam có cổ tay tầm từ 17 trở lên là mọi người đeo ok. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 2.150.000. 2.150.000 mã 449 nha. 2150 mã 449 full hộp. Tiếp theo sang ở mã 450. Và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Thì rồi em lên cho cả nhà mình cái bản Ultra này đi. Ultra này của Pháp. Chiếc này thì nó không về hộp đâu mọi người ạ. Nó có một cái túi mini này, giấy tờ, sổ sách của nó sẽ có đầy đủ. Thương hiệu này thì được thành lập vào năm 1911. Bản này thì mới nguyên nhé, chưa qua sử dụng. Đấy, Ultra. Ở đây nó có hai lịch nhé, một lịch thứ và một lịch ngày vị trí. Bản này thì mang một cái form đó là nó rất là gì ạ, nó rất là kiểu như là vintage ấy, nhưng mà trong một cái phiên bản hiện đại. Đây, made in France, được sản xuất ở tại Pháp. Thương hiệu được thành lập vào năm 1911 này. Đấy, nó sẽ được sản xuất dựa trên đó là cái Ultra với cả Super, tức là kiểu dạng như là cái dòng đời cao ấy mọi người, các cái công nghệ cao ấy. Đây là dây này, dây frame made nha, dây của Pháp luôn, mới nguyên. Dây, chốt khóa, tag mark đầy đủ. Mẫu này thì sẽ có size mặt đó là size 37.2 và càng của mẫu này là 45.
đã dành đến cho các anh nam tay vừa và hơi tăm chút xíu. Ủa, bản này đeo tay đẹp lắm luôn ấy, vì cái màu này này nhìn trông nó sang ấy, màu này đẹp lắm, màu này khi mọi người lên ngoài tay nhìn trông nó sang sáng và nó sáng ấy, cái da tay này của mình lên nó không kén tay, không kén da tay. Mẫu này là 2.350.000 nhá, 2.350.000, mã 450 và cũng là mã hàng cuối cùng của trong video ngày hôm nay. Thì em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành thời gian để theo dõi hết video của em. Và mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858584 quý 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Dạ vâng, xin chào, hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo ạ.